không có vui chút nào hết trơn. Hồi nãy em thấy có đôi giày cao gót hai tấc, không mua chị em gì hết. Bà lần nào cũng thích mua giày cao gót, về là có đi được đâu, đi lần nào cũng vấp té. Thôi đi giày này cho nó an toàn. Đi với anh này, anh thì cao nhỏng, em lùn tịt, tưởng đi hai cha con vậy. Không có sao đâu, mình thương nhau là chính mà. Sao nó ngồi mình nó khóc, không biết có chuyện gì không, qua hỏi thăm thử. Bà lắm chuyện quá, chuyện của người ta đâu phải chuyện của mình. Thôi đi. Thôi thôi thôi, nhìn đi, nó trạc tuổi con mình đó, lỡ có chuyện gì mình hỏi thăm mình giúp đỡ. Thôi thôi. Ê, bà này sơ sơ gì vậy? Hỏi thăm nó. Con ơi, sao ngồi đây khóc mình vậy? Có chuyện gì vậy? Ở này cậu. Là sao? Là sao? Hả? Tự nhiên cho chúng tôi 200 ngàn. Dạ. Con bị người ta rồi đưa 200 ngàn nè. Trời đất ơi, làm sợ xong đưa 200, giống vụ trong thang máy đó. Trời ơi, xã hội bây giờ ghê quá. Không được rồi. Này cháu, cái vụ 200 ngàn này tôi tưởng là đã thôi rồi, mà bây giờ vẫn còn tiếp tục. Ai làm gì cháu, cho cháu 200 ngàn. Nói chú sẽ giải quyết cho cháu vụ này. Dạ dạ không được đâu. Cái người đó là bà chủ của con á. Hả? Bà chủ luôn? Dạ. Bà chủ không việc gì phải sợ. Dẫn chú đi. Dạ không được, con không muốn bị mất việc đâu. Đầu đuôi sao kể nghe coi. Dạ. Trưa hôm nay á, bà chủ của con tự nhiên kêu vào phòng riêng muốn nói chuyện. Chết rồi. Rồi bà chủ hỏi đủ điều luôn. Hỏi về gia đình nè, học tập nè. Rồi bà chủ hỏi con có người yêu chưa. Rồi sau đó bà chủ nắm tay con. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Nó nhét cho con 200 ngàn rồi nè. Rồi. Dạ hết rồi. Ông kỳ vậy. Hết rồi hả? Dạ. Hết rồi, có gì đâu mà khóc lóc dữ vậy. Ta cho. Ủa? Tiền thôi mà. Người ta cầm tay để nhét tiền vô chứ đâu có đụng gì con, làm gì con đâu. Dạ đâu có được. Con còn trẻ còn khỏe mà. Con có tay chân đàng hoàng, chứ con đâu có cần 200 ngàn này của bà. Vậy mà bà tưởng như 200 ngàn của bà lớn lắm á. Nhân phẩm của con mới lớn nè. Chú hiểu rồi. Chắc cũng do con nhạy cảm quá thôi. Theo chú á, nếu mà con cảm thấy cái công việc này á, nó khiến con lo lắng, không được yên tâm, thì tốt nhất con nên chọn công việc khác đi, xin nghỉ việc cũng được. Dạ không được đâu, không được. Với lại do cái tiền này nè, là dạo gần đây do trẻ vị thành niên hay bị gà gẫm, rồi sàm sỡ, nên con phải đề phòng. Nhưng mà con sẽ ráng sống qua cơn giông bão này. Sống xô tới đâu thì con dạt tới đó. Con cứ dạt đi hoài. Con chào cô chú về. Dạt rồi. Cứ dạt luôn mà. Khóc một hồi xong rồi dạt đi luôn. Thằng bé này thật là kiên cường, có lòng tự trọng rất cao, rất là đàn ông. Ngưỡng mộ nha. Bà, chạy theo. Chị? Cho 5 triệu. Trời đất ơi, ông điên hả? Bà kia cho nó 200 thôi mà nó ngồi nó khóc vậy đó. Cho nó 5 triệu chứ nó nhảy xong nó tự tử luôn á. Cũng đúng ha. Nhưng mà tôi ngưỡng mộ thằng nhỏ ấy đó. Nó cũng chạc tuổi con mình nè. Trời, thằng nhỏ, con mình phục vụ quán cà phê. Ông có nhận ra tôi không? Làm sao mà nhận ra được? Mình ngồi trẻ khúc này rồi, không có thấy đâu. Này này, mình lỡ chút nữa thằng Thành nó thấy mình, rồi thì mình phải làm sao? Làm sao mà thấy được? Đây quán quá trời người, đâu phải hai chồng mình ngồi không đâu. Nè, mọi người ta ngồi tùm lum ai đâu mà chú ý. Nhưng mà nó tinh lắm á. Nhưng nhị cái gì? Mệt. Bây giờ ông không muốn bảo vệ con mình phải không? Ông muốn con mình bị thằng bé làm sao không? Thôi đi về đi. Chỉ có mẹ mới biết thương con thôi à. Cha không có biết, không thích thì đi về. Để tôi ngồi đây.
Nhưng mà chủ quán này là đàn ông, bà lo cái gì? Nhìn đi, đàn ông hả? Tôi thấy hơi sai sai đó, không đàn ông lắm đâu. Bà yên tâm đi, mấy người béo á, đàn ông lắm. Cái gì? Mấy người béo đàn ông? Vậy ông không béo, không phải đàn ông. Bà lắm chuyện vừa thôi. Tôi đàn ông không bà phải biết chứ. Khó trả lời quá. Ngon. Cái gì? Ngon. Cái gì? Bữa nào đi xem phim em đi. Thôi, tôi đang giận mấy người, tôi không có đi đâu. Thôi mà, coi như là em xin lỗi. Mà em xin lỗi thật lòng luôn á. Hay là anh muốn em quỳ xuống, anh mới tha lỗi cho em. Tự nhiên quỳ, kỳ muốn chết luôn à. Thôi được rồi, tôi không giận nữa. Nhưng hứa từ đây sắp tới á, không có làm tôi tổn thương, nghe chưa? Vâng, em hứa. Ơ, à, sao vậy? Bụi bay vô mắt à? Để anh, cho em thở vô. Sao không có mà? Có đâu, con mình bị bụi bay vào mắt, người ta thổi rùm á chứ. Mắt bà bị sao vậy? Nè, vô đây làm lâu rồi đúng không? Trong tất cả nhân viên á, là tôi thương mấy người nhất luôn á. Tôi biết, hát hay, đẹp trai, đam mê âm nhạc. Nhưng mà vì hoàn cảnh khó khăn cho nên chưa phát triển được, đúng không? Bây giờ á, anh hứa, chỉ cần em nghe lời anh đi, rồi anh sẽ giúp em phát triển được sự nghiệp, em chịu không? Thật hả anh? Ừ. Khác nhau hả? Nhưng mà em phải hứa là giúp anh một chuyện thì anh mới giúp được em. Chuyện gì cũng được anh ơi. Hứa nha. Em hứa. Em hứa, em hứa. Hứa nha. Em hứa. Sai lời một cái á, tôi nhéo luôn mũi á. Bà sao vậy? Người ta ngắt mũi thôi mà, có sao đâu. Cầm đi. Cái gì vậy ạ? Thì cầm đi. Cho hai cho mày. Trời ơi, nó cũng không không. Tưởng chuyện gì? Đơn giản, em làm được. Làm được không? Chắc chắn luôn. Kinh à. Đi ha. Ờ. Ôi, ai chăm cho. Dễ thương hết biết à. Béo, vừa đưa cho nhỏ cái gì à? 200 ngàn. Tôi làm gì nó? À, thấy đẹp trai nựng. Anh ơi, trời ơi, trời ơi. Mày ơi, mày ơi. Này, mày đừng tưởng con tao thích ca nhạc, múa hát rồi mày dụ dỗ nhá chưa? Hả? Dụ dỗ hồi nào? Này, tao ngồi kia từ nãy giờ, tao nhìn thấy hết rồi nhá. Khoan, thôi, xin, anh lại gì của thằng Thành mà đánh tôi? Tao là ba thằng Thành nè. Dạ, sao? Dạ, con chào bác. Bình tĩnh cái gì? Để con ra cho nó nước hả? Cái thằng này phải đánh cho nó chết. Đừng. Ba. Ba. Mẹ. Con. Mấy người làm gì ở đây? Thì có sao? Cái gì? Nó cho con 200 ngàn. Nó vỗ mông. Nó nức má con. Mà con còn hỏi nó có sao không hả? Bình thường mà ba. Hai con trai, hai người con trai với nhau thôi mà. Cái gì? Chuyện này là chuyện bình thường. Coi coi giá trị của mình rẻ mạt như thế sao? Có 200 ngàn, nó làm gì con được hả? Bà coi như vậy, có được hay không? Từ từ để cho con nó giải thích mà. Trời ơi, không sao? Không sao. Trời ơi, mọi người hiểu lầm tôi rồi. Thật ra tại tôi lớn rồi, tôi không có làm được cái chuyện này. Chuyện này là chuyện gì? Là tôi... Tôi không có nói được. Sao không nói được? Có nghĩa tại tôi lớn rồi, tôi không thể nào đi mua kem trộn tặng bạn gái tôi được. Hả? Cho nên tôi mới nhờ thằng Thành nó đi mua giùm. Hả? Ba mày nhìn đi. Ba mày thấy chưa? À? Trời ơi, ba mày tin chưa? Nghĩ sao tôi như vậy mà tôi ướt. Sao không nói từ sớm? Nói được đâu, mở miệng ra là anh đánh rồi, làm sao tôi nói được chứ. Hai trăm là hộp kem. Phức tạp quá. Đi về. Sao không về đâu? Thì ra từ trước đến giờ ba mẹ chưa bao giờ tin con. Ba mẹ biết là ba mẹ theo dõi con như vậy, con khó chịu lắm không? Con nghe lời ba mẹ đi. Ba mẹ thương con mà, lo cho con. Ở ngoài đời nhiều cạm bẫy nguy hiểm lắm con à. Về nhà đi. Con không về đâu. Ba mẹ đi về đi. Tôi không có nói nhiều nữa.
mình là ba mẹ đó mà. Bây giờ có hai lựa chọn cho con. Một là đi theo ba mẹ về nhà. Hai là con ở lại đây và đừng có nhìn mặt ba mẹ nữa. Mình tùy con lựa chọn. Về nhà đi con, đừng để ba giận con. Con nghe lời ba đi. Con không về đâu. Con mình từ 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 đi về. Mình ơi, con ơi, đi về đi mà, nghe lời ba đi. Nãy tôi có đánh anh hai cái, cho tôi xin lỗi. Nếu anh còn cảm thấy thiệt thòi thì anh có thể đấm tôi hai cái coi như hòa. Không cần đâu. Về anh về đi, tôi không cần. Là hòa nha. Hòa nha. Anh nhớ anh ấy nha. Đi về. Trời ơi, bây giờ về hay ở? Chồng hay con? Về hay ở? Bà có về không? Về. Mẹ về nha, từ từ mẹ năn nỉ ba. Anh có sao không? Xin lỗi anh nhá, vì em mà anh bị liên lụy rồi. Tôi thấy ba mẹ cậu thương cậu quá, cậu nên về nhà xin lỗi đi. Chúng ta phù ba bước qua vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha và chẳng sẽ mãi mãi che che.